Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình trực tiếp tối nay, thứ hai ngày 22 tháng 2. Tuyên Quang có gần 36.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, đứng thứ hai cả nước. Tỉnh có trên 182.000 ha rừng sản xuất, duy trì trồng mới mỗi năm trên 10.000 ha rừng. Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trở thành hình mẫu về phát triển lâm nghiệp của cả nước. Đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với đường cao tốc nội bài Lào Cai là bước đột phá quan trọng về hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Tuyên Quang phát triển. Thành phố Tuyên Quang dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, góp phần phát triển kinh tế xã hội, vừa tạo điểm nhấn cho thành phố trẻ, năng động, hiện đại. Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ FAA cho biết sẽ ban hành một chỉ thị khẩn cấp sau sự cố máy bay Boeing 777 của hãng hàng không United Airlines gặp lỗi động cơ. IAEA đạt được giải pháp tạm thời kéo dài 3 tháng với Iran. Chiều nay 22 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Cùng đi có các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo thành phố Tuyên Quang. Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Cơ, tổ 8 phường Tân Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc nói chung, những đóng góp của mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Cơ nói riêng. Thủ tướng Chính phủ đã tặng quà, chúc cụ trường thọ và đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm và làm tốt công tác chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đến thăm cụ Nguyễn Đình Phùng, tổ 5 phường An Tường, người tham gia kháng chiến bị địch bắt, tù đày thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của gia đình cụ, đồng thời ghi nhận những đóng góp của cụ Nguyễn Đình Phùng với sự nghiệp cách mạng của đất nước và khẳng định Đảng, Nhà nước, Nhân dân luôn ghi nhớ công lao của những lớp người đi trước, những chiến sĩ cách mạng kiên trung đã hy sinh để có cuộc sống ngày hôm nay. Thủ tướng mong muốn cụ tiếp tục là tấm gương sáng, giáo dục con cháu trưởng thành, đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với cách làm bài bản, chính sách và cơ chế phù hợp, sau 5 năm thì kinh tế lâm nghiệp của tỉnh Tuyên Quang đã phát triển vượt bậc. Diện tích rừng được che phủ mỗi năm một tăng lên, đưa Tuyên Quang là một trong ba địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ che phủ rừng trên 65%. Nhiều giải pháp đã được đặt ra, phấn đấu trở thành trung tâm chế biến gỗ rừng trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Giao đất giao rừng cho người dân, thực hiện cơ chế liên doanh liên kết trồng rừng giữa doanh nghiệp và người dân. Hướng về người trồng rừng, cách làm này đã mang lại cho người dân ở đây lợi ích rõ rệt. Hơn 100.000 lượt lao động có thu nhập từ kinh tế lâm nghiệp. Trên 8.000 hộ nghèo được tham gia các chương trình dự án lâm nghiệp, hàng trăm hộ gia đình thoát nghèo nhờ rừng. Gia đình tôi ấy, là cũng là những người đầu tiên là tham gia vào cái chương trình nhóm FFC của huyện Yên Sơn này. Thì khi tham gia thì bản thân gia đình tôi thì cũng thấy là thứ nhất là mình được tiếp cận những cái tiến bộ khoa học về chăm sóc bảo vệ rừng. Cái thứ hai nữa là cao hơn 10% so với giá cả thị trường. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên bước đột phá trong kinh tế lâm nghiệp ở Tuyên Quang chính là việc xây dựng chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC. Sau hơn 5 năm thực hiện, toàn tỉnh có gần 36.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, đứng thứ hai cả nước. Đến nay, tỉnh Tuyên Quang có trên 182.000 ha rừng sản xuất, duy trì trồng mới mỗi năm trên 10.000 ha rừng. Sản phẩm gỗ rừng trồng được bao tiêu nhờ liên doanh, liên kết giữa người trồng rừng và doanh nghiệp đang là chuỗi liên kết bền vững nhất, tạo ra nhiều giá trị cho người dân. Woodland là một trong những đơn vị đi đầu trong việc liên kết với hộ trồng rừng để cấp chứng chỉ FSC. Hiện tại thì công ty đã có hơn 20.000 hecta để phối hợp với các bà con, tạo nên một chuỗi cung ứng từ người trồng rừng, người vận chuyển đến người sản xuất. Cái được lớn nhất chính là hình thành cách thức sản xuất mới, sản xuất lâm nghiệp thân thiện với môi trường. Sự kết hợp giữa bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế xã hội đang tạo ra lợi thế lớn, môi trường sinh thái được bảo vệ, hạn chế thiên tai, thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp của tỉnh Tuyên Quang. Trong thời gian tới, phải tập trung thực hiện các cái giải pháp để đảm bảo yếu tố bền vững. Trong tất cả các khâu, cái điều quan trọng nhất đó là phải chú trọng thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, tạo cái liên kết trong cái quá trình sản xuất giữa người sản xuất với gọi vậy là chế biến
và thị trường tiêu thụ. Có làm được như vậy ấy, thì vậy cái yếu tố bền vững nó mới phát huy được. Ngày 23 tháng 2 tới đây, tỉnh Tuyên Quang được chính phủ chọn là địa phương tổ chức lễ phát động trồng 1 tỷ cây xanh. Sẽ là động lực quan trọng để địa phương phấn đấu trở thành hình mẫu về phát triển lâm nghiệp của cả nước. Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ngay trong những tháng đầu năm, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Những năm qua, giao thông nông thôn được tỉnh quan tâm đầu tư, nhất là giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của nhân dân, mà còn tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Bà con rất là phấn khởi được cái trên đầu tư việc này, thì rất mong là trên đầu tư nhiều hơn nữa để cho chúng tôi sản xuất được, chúng tôi làm được nhiều cái đường nội đồng đi vào cái khu sản xuất hàng hóa để cho bà con đi lại được dễ dàng đấy, và cái nâng cao cái đời sống của nhân dân. Xác định giao thông đi trước, mở đường là khâu đột phá chiến lược để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn hẹp nhưng vẫn phải đáp ứng cùng lúc yêu cầu rất lớn cho đầu tư phát triển, phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm của các cấp từ tỉnh đến cơ sở là phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Ngay trong tháng đầu của năm 2021, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành nhiều đề án liên quan đến lĩnh vực giao thông để ưu tiên thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ theo hướng hiện đại để đón các làn sóng đầu tư vào tỉnh. Năm 2021 là một cái năm mà có rất nhiều việc. Ủy ban dân tỉnh tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Trong đó có 10 đề án mà Ủy ban dân tỉnh tập trung triển khai thực hiện. Và trong các cái nhiệm vụ đó thì có các cái nhiệm vụ ưu tiên. Ưu tiên số 1 là xây dựng hạ tầng. Thì hiện nay ấy là Ủy ban dân tỉnh đang tập trung cao độ để triển khai hai cái nhiệm vụ lớn trong xây dựng hạ tầng. Thứ nhất là triển khai khởi công đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Và thứ hai nữa là triển khai cái đề án xây dựng 223 km đường bê tông nông thôn và 38 cầu trên đường bê tông nông thôn. Một giai đoạn mới bắt đầu với không ít khó khăn, thách thức, nhưng với phương châm đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển. Với sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo, những quyết sách đúng đắn, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Tuyên Quang sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, góp phần xây dựng Tuyên Quang sớm trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Ngày mai 23 tháng 2, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đây là bước đột phá quan trọng về hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển. Dự án cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ có tổng chiều dài 40 km, trong đó nằm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 11 km, thuộc địa bàn xã Thái Long, Lưỡng Vượng, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang và xã Nhữ Khê, Đội Bình, huyện Yên Sơn. Đến thời điểm này, tất cả các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng đã nhận tiền đền bù để xây dựng công trình. Nhận thức rõ về ý nghĩa thiết thực của công trình nên người dân đồng thuận cao, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Gia đình chúng tôi cũng là một trong những hộ gia đình di rời nhà cửa và nhường diện tích đất đai cho công trình dự án đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ. Gia đình tôi và bà con nhân dân là rất phấn khởi khi mà tỉnh ta có một cái công trình giao thông. Nói về mục đích ý nghĩa thì cũng dân cũng rất là hiểu, nó cũng rất là ủng hộ. Không chỉ là người dân, dự án đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ được triển khai cũng là mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh. Là một doanh nghiệp thì chúng tôi mong mỏi điều này từ rất lâu rồi. Nếu mà có đường cao tốc thì chúng tôi giảm được rất nhiều chi phí và hàng hóa sẽ được rẻ hơn, tỉnh Tuyên Quang sẽ phát triển hơn rất nhiều. Theo phê duyệt,
dự án được triển khai theo hình thức đầu tư công, tổng mức đầu tư là trên 3.112 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giai đoạn 1 từ năm 2020 đến năm 2023, giai đoạn 2 sau năm 2025, hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2023. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng, thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn và các địa phương của tỉnh Phú Thọ tiến hành khảo sát, thiết kế, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng. Tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt xong phương án bồi thường và đã chi trả tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng được trên 98%. Ban quản lý dự án được giao cái nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng công trình thì đã hoàn thành các cái bước mà chuẩn bị đầu tư để chuyển sang bước thực hiện đầu tư. Hồ sơ thiết kế thì chúng tôi đang hoàn thiện cái hồ sơ thiết kế để sớm tổ chức đấu thầu, khởi công thi công đồng bộ dự án. Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì nhân dân cái khu vực mà tuyến đường đi qua rất đồng tình ủng hộ. Địa phận tỉnh Phú Thọ thì cũng đã phê duyệt xong cái phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp và cũng đang chi trả tiền và hoàn giao mặt bằng. Ngày mai ngày 23 tháng 2, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức lễ động thổ xây dựng dự án đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đây thực sự là động lực, là đòn bẩy thúc đẩy, tạo bước đột phá, thúc đẩy kinh tế xã hội du lịch của tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển. Những năm qua, thành phố Tuyên Quang đã nỗ lực và dành nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, giao thông, vừa góp phần phát triển kinh tế xã hội, vừa tạo những điểm nhấn cho thành phố trẻ, năng động, hiện đại. Với tổng mức đầu tư khoảng 65 tỷ đồng, quảng trường trung tâm hành chính thành phố Tuyên Quang đã cơ bản hoàn thành. Không gian xanh, sạch, hiện đại, quảng trường là điểm nhấn tạo diện mạo mới cho khu vực đô thị trung tâm hành chính thành phố. Nơi đây không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội của thành phố. Từ khi được xây dựng, quảng trường đã trở thành một công viên thu nhỏ phục vụ nhân dân. Từ khi xây quảng trường này là chiều mát là cho các cháu ra đây chơi. Bà thì rất là khấn khởi, các cháu vui chơi cũng thoải mái, sạch sẽ. Từ khi được công nhận trở thành đô thị loại 3, trực thuộc tỉnh vào tháng 7 năm 2010 đến nay, thành phố Tuyên Quang đã có nhiều đổi mới. Hệ thống giao thông được xây dựng đồng bộ đã tạo vóc dáng mới cho thành phố và tạo đà cho sự phát triển về kinh tế xã hội. Nhiều công trình mới được xây dựng. Các công viên cây xanh được xây dựng chỉnh trang, tạo không gian sống trong lành, hiện đại cho thành phố trẻ. Chứng kiến những bước phát triển nhanh chóng về mọi mặt của thành phố, mỗi người dân đều cảm thấy hạnh phúc, tự hào. Là những người cao tuổi được sống ở thành phố Tuyên Quang nhiều năm, thế trong những năm gần đây thì thấy rằng là cái bộ mặt của thành phố của chúng ta đổi thay và phát triển rất nhanh. Như là các cái công trình giao thông, công trình kiến trúc xây dựng, là nhiều công trình nghĩa là phúc lợi xã hội nữa. Chúng tôi rất là vui mừng phấn khởi, đời sống nhân dân cũng được nâng cao. Thành phố Tuyên Quang trong những năm gần đây thì đã được thay đổi rất nhiều. Ví dụ như là đã xây dựng được nhiều những cái khu quảng trường Nguyễn Tất Thành là cái nơi mà để cho nhân dân rồi các cháu thiếu nhi đến chơi rất tốt. Thế rồi đặc biệt là cầu Tình Húc cũng mới được xây dựng, đã mở rộng cái tuyến đường giao thông. Rồi là người dân Tuyên Quang là rất là vui, rất là tự hào. Du khách các nơi đến ai cũng ngưỡng mộ vì cái sự thay đổi của thành phố Tuyên Quang. Là người dân chúng tôi rất là tự hào, làm cho mọi người đi lâu mới về thì rất là ngỡ ngàng. Mỗi công trình mới được xây dựng không chỉ tạo điểm nhấn cho thành phố, mà trên hết đã khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, văn hóa, xã hội. Đây chính là động lực quan trọng để Tuyên Quang phấn đấu trở thành đô thị loại 1 trong những năm tiếp theo. Xin chuyển sang các thông tin khác. Sáng nay, học sinh ở tất cả các cấp học trong địa bàn toàn tỉnh đã đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết và tạm nghỉ do dịch. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh, các trường học đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ghi nhanh của phóng viên thời sự. Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay là những việc làm bắt buộc của mỗi học sinh khi bước vào cổng trường. Tại trường tiểu học Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, các khối lớp được chia đều theo hai cổng vào và thực hiện các bước phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, việc nhắc nhở, hướng dẫn các em cách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên cũng được nhà trường thực hiện. Đối với bậc tiểu học, các em còn nhỏ và chưa ý thức được việc phòng chống dịch sao cho tốt nhất. Cán bộ giáo viên sát sao hơn khi chăm sóc các em tại trường. Chúng tôi cũng chỉ đạo giáo viên tích cực phối hợp với lại
phụ huynh học sinh để hướng dẫn các em học sinh các biện pháp phòng chống dịch khi trở lại trường học, thực hiện tốt khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế. Và trong các hoạt động của nhà trường, chúng tôi cũng hướng dẫn các em học sinh thực hiện giữ gìn khoảng cách, ví dụ như trong các giờ ra chơi, các hoạt động tập trung đông người. Đối với cấp mầm non, việc chăm sóc trẻ có những đặc thù. Bởi vậy, việc bố trí và thực hiện công tác phòng dịch cũng có những điểm riêng nhưng vẫn đảm bảo theo đúng quy định. Đặc thù là trẻ nhỏ ngày xưa biết chủ động trong các hoạt động phòng chống dịch, thì các cô sẽ phải có những cái biện pháp phối hợp để tăng cường công tác phòng chống dịch. Chúng tôi cũng quán triệt tới các cái bộ phận dinh dưỡng, nấu chế biến đảm bảo các cái khẩu phần ăn của trẻ, đảm bảo cái chất lượng dinh dưỡng để duy trì cái sức khỏe của trẻ. Những biện pháp theo khuyến cáo của Bộ Y tế, các nhà trường cũng thực hiện các biện pháp như không cho học sinh tụ tập đông người lúc ra chơi. Giáo viên chủ nhiệm sẽ hướng dẫn học sinh ra ngoài theo thứ tự, hạn chế tập trung đông lúc tan trường. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Những nội dung chính sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thêm đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công. Ô tô nhập khẩu sôi động trở lại. Chiều nay 22 tháng 2, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tới thăm dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã tới thăm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Đà Nưa, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945. Thăm đỉnh Tân Trào, nơi tổ chức họp Quốc dân Đại hội từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 8 năm 1945. Thăm và dâng hương khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại xã Tân Trào. Đây là những điểm di tích quan trọng trong quần thể di tích thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Thời gian qua, chương trình 135 được triển khai trên địa bàn huyện Yên Sơn đã mang lại hiệu quả tích cực. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất đã tạo nguồn lực cho người dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, bộ mặt nông thôn đã đổi thay rõ rệt. Nhà văn hóa thôn Làng Bụt, xã Phú Thịnh vừa đưa vào hoạt động từ cuối năm 2020 đã đem lại niềm vui cho toàn thể người dân trong thôn với quy mô gần 100 chỗ ngồi. Người dân tích cực tham gia các hoạt động như văn nghệ, thể thao. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được triển khai kịp thời. Xây dựng văn hóa thì hầu hết là nhân dân là cũng rất là hưởng ứng. Có được 3 hộ diện là hiến đất để làm nhà văn hóa. Nguồn vốn 135 năm 2020 được huyện Yên Sơn triển khai thực hiện trên 22 tỷ đồng. Trong đó dự án cơ sở hạ tầng trên 16 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất trên 4,5 tỷ đồng, duy tu bảo dưỡng công trình trên 1 tỷ đồng. Để có được hiệu quả trong thực hiện chương trình 135, các xã trên địa bàn huyện Yên Sơn đã thực hiện phân bổ vốn, dân chủ, công khai và sự tham gia của cộng đồng. Xã có công trình, dân có việc làm và tăng thu nhập, quản lý khai thác công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhiều đường giao thông, nhà văn hóa, công trình trường học, hỗ trợ sản xuất đã được đầu tư xây dựng.
tỷ lệ hộ nghèo tại các xã thôn đặc biệt khó khăn bình quân giảm trên 5% trên năm trở lên. Nhiều vốn chương trình 135 trợ là phát triển sản xuất thì bao gồm là cây con giống và hỗ trợ máy móc trang thiết bị, nên là cũng qua đó thì đã tạo điều kiện giúp cho bà con là có nhiều cái nhận định hướng và cũng là đã cải thiện được cái việc là lao động bằng chân tay. Từ việc đẩy mạnh và triển khai hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của chương trình 135 đã tạo ra diện mạo mới cho nông thôn ở các xã khó khăn trên địa bàn huyện. Đây thực sự tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế phát triển, người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến thời điểm này, với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp các ngành từ huyện tới cơ sở, huyện Na Hang đã sẵn sàng cho buổi lễ giao quân năm 2021 theo đúng kế hoạch. Em Nguyễn Quang Khai là một trong năm thanh niên của thị trấn Na Hang lên đường nhập ngũ năm 2021. Nhận thức sâu sắc việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, là vinh dự của bản thân và gia đình. Em đã tình nguyện viết đơn xin thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tôi rất vui mừng khi là một trong những thanh niên của thị trấn Na Hang được lên đường nhập ngũ. Tôi sẽ phấn đấu, rèn luyện, học tập tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, mong đợi của quê hương và của gia đình. Theo kế hoạch năm 2021, huyện Na Hang được giao chỉ tiêu 60 tân binh lên đường nhập ngũ và 13 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy, ban chỉ huy quân sự huyện đã hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác tuyển quân năm 2021 với phương châm tuyển người nào, chắc người đó. Đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương đã tổ chức gặp mặt các tân binh và đại diện gia đình để động viên và quán triệt các quy định trong công tác quản lý tân binh. Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện tập trung thực hiện tốt một số cái nội dung chính, đó là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và quản lý chặt chẽ công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ, chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã, thị trấn tổ chức gặp mặt động viên công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ, bảo đảm khí thế vui tươi phấn khởi. Có thể nói với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành, huyện Na Hang đã sẵn sàng cho buổi lễ giao nhận quân năm 2021 đảm bảo chất lượng, an toàn, trang trọng và tiết kiệm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, pháp lệnh mới về ưu đãi người có công với cách mạng sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó thì sẽ bổ sung đối tượng người có công và thân nhân được hưởng chính sách. Cụ thể, tại khoản 2 điều 3 đã làm rõ thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, người có công nuôi liệt sĩ. Khoản 10 điều 16 quy định vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống, hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống, thì hưởng trợ cấp tốt hàng tháng và bảo hiểm y tế. Cũng theo pháp lệnh mới, mức trợ cấp hàng tháng của bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được nâng lên gấp 3 lần so với mức chuẩn trợ cấp hiện nay. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 1 năm 2021 đạt 8.343 chiếc, tổng giá trị hơn 212 triệu đô la Mỹ, tăng 84,7% về số lượng và tăng 76,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, nhập khẩu linh phụ kiện ô tô cũng tăng khoảng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, thị trường ô tô nhập khẩu đang có xu hướng sôi động trở lại, trong khi doanh số bán hàng của các đơn vị trong nước lại giảm mạnh. Trong tháng 1, các hãng xe bán ra tổng số 26.432 xe, giảm khoảng 45% so với tháng trước đó. Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ cho biết sẽ ban hành một chỉ thị khẩn cấp sau sự cố máy bay Boeing 777 của hãng hàng không United Airlines gặp lỗi động cơ và phải hạ cánh khẩn cấp trở lại sân bay quốc tế Denver, bang Colorado. Cơ quan này cũng yêu cầu kiểm tra ngay lập tức hoặc là tăng cường kiểm tra các máy bay tương tự. Trong một tuyên bố, giám đốc FAA cho biết chỉ thị này được áp dụng đối với các máy bay Boeing 777 trang bị động cơ PW4000, đồng thời đề ngỏ khả năng một số máy bay sẽ không được phép vận hành.
đồng thời cho biết sau sự cố này cần phải tăng cường kiểm tra vỏ động cơ vốn được sản xuất chỉ dành cho mẫu động cơ của máy bay Boeing 777. Theo FAA, United Airlines là hãng hàng không Mỹ duy nhất khai thác máy bay Boeing dùng động cơ PW4000. Ngoài ra, một số hãng hàng không tại Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sử dụng dòng máy bay này. Ngay sau sự cố, hãng hàng không United Airlines ra thông báo nêu rõ hãng sẽ tạm dừng khai thác ngay lập tức tất cả 24 máy bay Boeing 777 sử dụng loại động cơ này và sẽ tiếp tục thảo luận với các cơ quan quản lý Mỹ để xác định các bước bổ sung cần thiết để đảm bảo an toàn cho những chiếc máy bay này đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và có thể đưa vào khai thác trở lại. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi ngày 21 tháng 2 cho biết đã đạt được một giải pháp tạm thời kéo dài 3 tháng với Iran để cho phép IAEA tiếp tục thực hiện công tác thanh sát hạt nhân ở nước Cộng hòa Hồi giáo, dù mức độ tiếp cận sẽ bị hạn chế kể từ ngày 23 tháng 2. Phát biểu cho báo giới tại sân bay ở Viên sau khi trở về từ Tehran, Tổng Giám đốc IAEA cho biết một số nội dung đã được nhất trí có ý nghĩa, hữu ích trong việc vượt qua những khác biệt và cứu vãn tình hình hiện nay giữa các bên. Theo ông Grossi, cần phải chấp nhận thực tế là việc tiếp cận của các thanh sát viên IAEA sẽ bị giảm bớt, nhưng vẫn có thể duy trì mức độ giám sát và xác minh cần thiết. Dù không cho biết thêm chi tiết về chính xác những hoạt động nào của IAEA sẽ không còn được thực hiện, song Tổng Giám đốc IAEA xác nhận rằng số lượng thanh sát viên ở Iran là không giảm và các hoạt động thanh sát đột xuất vẫn có thể được tiếp tục theo thỏa thuận tạm thời. Tuy nhiên, thỏa thuận mới đạt được sẽ tiếp tục được đánh giá lại và có thể bị đình chỉ bất kỳ lúc nào. Chuyến thăm Iran 2 ngày của Tổng Giám đốc IAEA diễn ra trong bối cảnh chính quyền mới tại Mỹ và các nước châu Âu và Iran đang tìm cách thúc đẩy việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi năm 2015, vốn đang bên bờ vực sụp đổ sau khi Washington đã rút khỏi dưới thời Tổng thống Donald Trump. Chính phủ Israel ngày 21 tháng 2 đã khuyến cáo người dân không nên tới các bãi biển Địa Trung Hải của nước này do sự cố tràn hắc ín đã lan tới đây. Trong khuyến cáo chung, các bộ y tế, bộ nội vụ và bảo vệ môi trường đã kêu gọi người dân không tới bãi biển để tắm, hoạt động, thể thao hay nghỉ ngơi cho đến khi có thông báo mới. Cũng theo thông báo, việc tiếp xúc với hắc ín có thể ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Sự cố tràn hàng chục tấn hắc ín này là một trong những thảm họa môi trường tồi tệ nhất tại Israel trong nhiều thập kỷ qua. Nguyên nhân của vụ việc hiện chưa được làm rõ. Cùng ngày, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, chính phủ trong ngày 22 tháng 2 sẽ bỏ phiếu thông qua một kế hoạch làm sạch các bãi biển bị ảnh hưởng. Đến nay đã có khoảng 7.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia hoạt động làm sạch các bãi biển và dự kiến sẽ có thêm nhiều người nữa. Quân đội Israel hiện đã được thông báo sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực làm sạch các bãi biển. Israel hy vọng sẽ kịp thời mở cửa trở lại các bãi biển du lịch trong mùa hè năm nay. Hôm nay, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng tránh dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian học tập tại trường, Bộ Y tế khuyến cáo thực hiện nghiêm một số nội dung sau đây. 1. Rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khô thường xuyên vào các thời điểm trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn. 2. Che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn giấy che mũi miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. 3. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 4. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, chăn, gối. 5. Không khạc nhổ bừa bãi. 6. Bỏ rác đúng nơi quy định. 7. Nếu bản thân hoặc thấy học sinh khác có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm. Những thông tin trong mục 60 giây cập nhật đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Thưa quý vị, vào 8 giờ sáng mai 23 tháng 2, lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Tuyên Quang sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh riêng TTV. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết và mục khuyến nông Tuyên Quang.
Bản tin dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 2 năm 2021. Khu vực vùng núi phía Bắc cùng các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 90%. Khu vực đồi núi phía Nam cùng các huyện Yên Sơn, Sơn Dương nhiều mây, không mưa, sáng có mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 90%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 15 xã phường, nhiều mây không mưa, sáng có mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 90%. Để giúp người chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao, ổn định và bền vững, đồng thời đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho đàn bò và tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi thực hiện công tác tiêm phòng và vệ sinh thú y. Trong chuyên mục khuyến nông hôm nay, Trung tâm khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật nuôi bò nhốt chuồng như sau. 1. Chuồng nuôi. Chuồng nuôi được xây dựng dựa trên số lượng đàn bò và quy mô chăn nuôi hộ gia đình hay trang trại. Chăn nuôi bò theo hình thức nhốt chuồng là bò sẽ được chăm sóc nuôi dưỡng tại chuồng nên yêu cầu chuồng trại phải đảm bảo có đầy đủ các hạng mục gồm nền chuồng, khung mái, rào chắn xung quanh, màng ăn, màng uống, hồ chứa phân. Xây dựng chuồng ở nơi cao ráo sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Hướng chuồng tốt nhất là hướng nam hoặc đông nam. Đây là hướng tránh gió, đón nắng rất tốt cho sức khỏe và sự phát triển của vật nuôi. Nền chuồng phải làm chắc chắn, lát gạch hoặc bê tông để dễ dọn vệ sinh nhưng không bị trơn trượt. Cần có hố ủ phân hoặc hầm bioga và hệ thống rèm che. Rèm che cách tầm với của bò từ 1 đến 1,5 mét. Trồng cây xanh tạo bóng mát cho bò trong mùa hè. 2. Chăm sóc và nuôi dưỡng. Bò cần lượng thức ăn thô xanh khoảng từ 13 đến 15% khối lượng cơ thể trên ngày. Trong ngày nếu chăn dắt có thể đáp ứng 50 đến 70% lượng thức ăn. Số thức ăn còn lại sẽ bổ sung tại chuồng nuôi. Cần cung cấp đầy đủ lượng nước sạch cho bò uống mỗi ngày. Đối với bê, khi mới sinh, bê cần được bú sữa đầu của bò mẹ càng sớm càng tốt, chậm nhất là từ 1 đến 1,5 giờ sau khi sinh. Bê mới sinh rất nhạy cảm với bệnh tật, do đó trong chuồng nuôi cần tránh gió lùa và ẩm ướt. Khi bê trên 1 tháng tuổi, nuôi chăn thả theo mẹ ở bãi chăn gần chuồng, tập cho bê ăn thức ăn tinh như cám gạo, ngô, sắn. Khi bê con được 2 tháng tuổi, cho bê ăn thức ăn xanh và thức ăn tinh, tùy vào trọng lượng mà cho bê ăn hợp lý. Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng tuổi, mỗi ngày cho ăn từ 5 đến 10 kg cỏ tươi và 0,2 kg thức ăn tinh. Từ 6 tháng đến 24 tháng tuổi, đối với bê nuôi thịt, cho bê ăn thức ăn và nước uống đầy đủ để bê sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Mỗi ngày cho bê ăn từ 15 đến 20 kg cỏ tươi, cho ăn thêm ngọn mía, cây ngô non, thức ăn tinh từ 2 đến 3 kg, ăn liên tục 60 ngày trước khi xuất bán. Đối với bò được giống, phải có chế độ nuôi dưỡng hợp lý, cần sử dụng nhiều loại thức ăn khác nhau, ưu tiên các loại thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao, dung tích bé để giữ dạng hình thon bụng của bò được giống. Nếu nuôi nhốt, chú ý cho bò vận động từ 3 đến 4 giờ trên ngày. Trong mùa phôi giống không được để bò giống làm việc kề kéo, hàng ngày cho uống đủ nước, khẩu phần ăn cho bò trong một ngày đêm là được giống có khối lượng từ 400 đến dưới 500 kg, cho ăn từ 30 đến 35 kg cỏ tươi, 2 kg dơm khô, 1 kg thức ăn tinh và 2 quả trứng gà. Được giống có khối lượng trên 500 kg, cho ăn 40 kg cỏ tươi, 2 kg dơm khô, 1 kg thức ăn tinh và 2 quả trứng gà. Đối với bò sinh sản, bò cá chửa cần cho ăn uống đầy đủ, không để bò làm việc nặng, tránh xô đẩy hoặc đánh đuổi bò. Chuồng trại luôn vệ sinh khô sạch, đông ấm, hè mát, nền chuồng không trơn trượt. Đảm bảo thức ăn dầu đạm, cỏ xanh non, bổ sung thức ăn tinh đáp ứng nhu cầu của mẹ và nuôi thai. Thức ăn tinh cho ăn 2 lần trên ngày vào 8 giờ sáng và 4 giờ chiều. Thức ăn xanh cho ăn rải rác trong ngày. Rơm, cỏ khô cho ăn vào buổi tối. Khẩu phần ăn cho bò có chửa trong một ngày đêm như sau. Bò có khối lượng từ 250 đến 300 kg, cho ăn 26 kg cỏ tươi cộng 2 kg rơm khô cộng 1 kg thức ăn tinh. Bò có khối lượng trên 300 kg, cho ăn 36 kg cỏ tươi, 2 kg dơm khô, 1 kg thức ăn tinh. Đối với bò thịt vỗ béo, khẩu phần ăn cho bò nuôi thịt giai đoạn từ 2 đến 3 tháng trước khi xuất bán như sau. Bò có khối lượng dưới 300 kg, cho ăn 30 kg cỏ tươi, 4 kg dơm khô, 2 kg thức ăn tinh, 5 kg bã bia hoặc bã đậu nành. Bò có khối lượng từ 300 kg trở lên, cho ăn 40 kg cỏ tươi, 5 kg dơm khô, 3 kg thức ăn tinh, 5 kg bã bia hoặc bã đậu nành. 3. Công tác vệ sinh thú y.
chuồng trại. Thường xuyên quét dọn hàng ngày nên chuồng luôn khô ráo sạch sẽ, khử trùng tiêu độc nền chuồng, hố phân, hố ủ phân bằng vôi bột hoặc phun khử trùng mỗi tuần một lần. Đối với bò được giống, thường xuyên chải lông giữ cho bò sạch sẽ. Phòng bệnh, đối với bò, mỗi năm tẩy sán lá gan một lần, chú ý bò đang mang thai không được tẩy, sử dụng theo hướng dẫn của từng loại thuốc và cán bộ thú y. Tiêm phòng định kỳ bệnh tụ huyết trùng, bệnh lở mồm long móng 2 lần trên năm vào tháng 3, tháng 4 và tháng 9, tháng 10. Trên đây là hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò nhốt chuồng, chúc người chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao.